Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dân Bếp của Mận. Vào những dịp Giáng sinh thì gia đình Mận luôn nấu nhiều món ăn truyền thống của người Mỹ. Một trong những món ăn mà chồng Mận cứ nhắc đi nhắc lại rằng anh muốn ăn mashed potato hay còn gọi là khoai tây nghiền. Thì hôm nay Mận cùng quý vị và các bạn sẽ nấu món mashed potato đó tại nhà. Nguyên liệu và làm món này cũng rất là đơn giản, gồm có khoai tây, sữa tươi bình thường và một chút heavy cream. Thì Mận sẽ đi từng bước một để cho món mashed potato của mình hay còn gọi là khoai tây nghiền. Thì Mận sẽ dùng 7 lạng khoai tây hay là 2 củ khoai tây lớn như thế này. Mận sẽ đi gọt vỏ củ khoai tây trước. Mận nào đây này. Mận đã cũng sắp xong rồi. Mận sẽ bổ nhỏ củ khoai tây này ra và cho vào một cái nồi. Đây này. Củ khoai tây này khá to nên khi mình bổ thì mình sẽ phải dùng tay mình ấn. Để cho mình bổ càng nhỏ thì mình luộc khoai tây càng nhanh. Mận đã cắt xong 2 củ khoai tây này rồi, Mận cho vào một cái nồi như này. Và Mận sẽ đổ nước, cứ chuẩn bị 1 lít nước đây rồi. Mận sẽ đổ nước ngập cái phần khoai tây Mận vừa cắt. Ngập phần khoai tây là 1 lít nước này và Mận sẽ cho lên bếp đun sôi cho nồi khoai tây mình chín thôi. Khoai tây mà sau khi Mận đã cắt nhỏ vào cho một cái nồi, sau đó Mận đổ ngập nước. Nồi khoai tây là khoảng 1 lít nước của mình. Sau đó là Mận sẽ cho 1/2 teaspoon muối hay là 1/2 thìa cà phê muối này để mình luộc cùng với khoai tây để cho món khoai tây của mình nó thêm đậm đà. Thấy nồi khoai tây của mình đun trong vòng thời gian khoảng 10 phút thì mình đã kiểm tra là thấy dùng cái mũi dao này mà xiên qua khoai tây là thấy nó dừ rồi, xiên qua như này dừ rồi. Mình sẽ đun thêm một chút nữa cho thật dừ. Thì trong thời gian nó đun thêm khoai tây cho thật dừ thì mình sẽ cho cái sữa tươi của mình như lúc đầu mình nói để cho cái món khoai tây nghiền của mình thêm ngậy, béo ngậy thì Mận sẽ cho thêm cái một phần sữa tươi của mình như thế này. Mận sẽ đổ 1/3 muỗng sữa tươi bình thường của mình. Thì Mận sẽ đổ 1/3 muỗng sữa tươi bình thường của mình vào một cái nồi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Sữa mình chỉ cho vào cho nó béo ngậy cái món khoai tây của mình thôi, chứ cũng không nhất thiết là mình nếu không có sữa thì mình không cần thiết. Nhưng mà theo cái cách classic mà hay người ta nói là theo cái cách truyền thống thì họ sẽ cho sữa vào một chút. Sau đó là Mận sẽ cho 1/3 loại sữa tươi đặc mà loại chuyên dùng để nấu ăn. Thì Mận sẽ đổ 1/3 muỗng sữa tươi đặc đó vào với cái nồi sữa của mình. Mận trộn hai hỗn hợp sữa này vào lại với nhau để Mận nấu sữa. Sau đó Mận sẽ bật bếp Mận đun đến khi mà thấy nồi sữa của mình nó nóng. Không cần đun sôi mà thấy nó nóng và nó bốc hơi lên, như vậy là Mận đã nấu xong cái món sữa. Thì Mận sẽ đổ cái khoai tây của mình vừa luộc ra chín dừ qua một cái giá để Mận lọc, không có nước. Sau đó Mận đặt cái nồi lên và đun sữa cũ. Và nhắc lên, mình bước này là bước mà mình sẽ lọc cái phần khoai tây ở phần nước cho nó róc nước. Sau đó Mận sẽ đổ ngược lại vào cái nồi để cho giúp cho cái khoai tây của mình nó khô, nó không có nước khi mình nghiền khoai tây thì nó không bị nhão quá. Thì bạn đã thấy là nó khô rồi đấy. Mình sẽ tắt bếp đi và đổ trở lại cái bát, cho vào một cái bát lớn là mình sẽ dằm. Nồi sữa Mận cũng đã thấy nó nóng rồi, nó bốc hơi nóng như này, sủi bọt và bốc hơi nóng như vậy là được rồi. Mình sẽ tắt bếp đi. Khoai tây sau khi mà Mận đã luộc chín nhừ xong thì Mận sẽ dùng cái nghiền khoai tây như thế này, Mận sẽ dằm nó thật nát ra. Mình dằm ngay sau khi mình vừa luộc dừ xong thì nó sẽ rất là dễ. Khi mà khoai tây là Mận dằm nó nát miệng như thế này rồi thì Mận sẽ cho một thìa bơ vào cái bát khoai tây mình, cho cái bát khoai tây của mình nó càng béo ngậy. Còn nếu như mà mình không có bơ hay là mình không thích ăn bơ hay là mình không thích dùng bơ thì mình không cần thiết phải cho bơ. Nhưng mà Mận sẽ cho ăn một thìa nhỏ bơ vào để Mận dằm cùng. Vì cái bơ nó sẽ làm cho cái món khoai tây của mình nó rất là ngậy. Tiếp theo nữa là Mận sẽ cho một chút muối trắng lên trên. Chút muối trắng vào cái bát khoai tây của mình, gọi là 1/8 thìa nhỏ. Mận sẽ từ từ đổ cái phần sữa nóng mà mình vừa đun cho vào cái bát khoai tây của mình. Không nhất thiết là mình phải đổ hết bằng này sữa, mình chỉ đổ 1/1 nhỏ sữa thôi cũng được. Nhưng mà mình cứ khi mà mình nấu thì mình cứ nấu nó ra hơn một chút để khi trường hợp mà mình đã thiếu thì mình còn cho vào được mà nó thừa còn chữa, còn lấy thiếu thì lại ngại. Thì Mận sẽ từ từ đổ phần sữa Mận vừa nấu cho vào. Mận cũng không nhất thiết phải đổ cái phần sữa nóng, Mận chỉ đổ khoảng 1 tablespoon hay là 1 thìa lớn sữa nóng hỗn hợp sữa thôi.
Mận đã dằm cái khoai tây của mình rất là mịn. Như này, mịn và dẻo như này rồi. Mận đã xong. Cũng như theo sở thích nấu ăn cũng như là theo sở thích, mình thích cái gì thì mình cho cái đấy vào. Thì nếu như bạn thích cho hạt tiêu vào thì bạn cho hạt tiêu. Còn nếu như bạn không thích cho hạt tiêu, bạn thích cho cái hành hoa của mình vào, mình sẽ thái hành hoa cho vào. Thì hôm nay mình sẽ thái một chút hành hoa cho vào, cho nó có màu xanh, mình rất thích màu sắc trong cái món thức ăn của mình. Thì mình sẽ thái một chút hành hoa cho vào. Bởi vì mình rất là thích có màu sắc trong các món thức ăn mà mình nấu. Thì hành hoa thì mình thái lấy cái phần màu xanh thôi. Và mình thái nhỏ ra, thái chéo hành hoa này nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hành hoa mà sau khi mình đã thái nhỏ ra, mình sẽ cho vào cái bát khoai tây mình vừa dằm nát như vậy. Cho vào đây nhìn cho nó có màu sắc, cho nó hấp dẫn. Mình cũng đã đều như vậy để cho hành hoa và khoai tây của mình nó quậy lại với nhau như thế này. Mình thấy nó rất là dẻo, nhìn trông rất là ngon rồi. Bạn thấy nó rất là mịn, dẻo, gọi là khoai tây nghiền. Bạn thử xem ngon. Ngon tuyệt vời. Vậy là bạn đã làm xong món khoai tây nghiền, một món ăn truyền thống của các nước phương Tây nhân dịp lễ Tết, đặc biệt là cho dịp Giáng sinh sắp tới. Thì cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và chúc quý vị và các bạn thành công với món khoai tây nghiền của mình ở nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.